quyết định số 4, số 5, số 0, 6, 0, 7. Ô mẹ người dân suốt ngày lật báo trông chờ cái tin mà tiền điện giảm. Cứ hôm nay thanh tra chính phủ đợt 1, à, tập đoàn EVN về cái vụ này số 03, cái 04, 05. Mẹ đọc biết, đọc đến biết nó nói con mẹ gì hết á. Đồ gì muốn giục mẹ tờ báo luôn. Mày đăng kệ mẹ mày cái vấn đề dân của tao muốn coi là gì. Dân của tao muốn coi là bây giờ chừng nào mày giảm giá điện giùm tao một cái đi. Mẹ lên cái bắt đầu à, tại vì vấn đề là sản xuất, vấn đề là tiêu thụ à, vấn đề là 0.3, 0.8% à, này kia so với mẹ đúng rồi, nó nghe hồi điên quá đúng rồi. Bởi vì người dân Việt Nam cầm dép trội phải rồi. Nói ngồi nói vòng vòng đến biết nói con mẹ gì hết á. Đọc tờ báo cái vấn đề tao muốn trông là mày thanh tra thanh cái gì kệ mẹ mày đi. Mày thanh làm sao bây giờ tao muốn biết là chừng nào mày giảm tiền điện. Con này viết báo lên đọc lòng vòng mẹ đất hiểu rồi. Thằng EVN thì giải thích là do cái điều kiện nắng nóng cục bộ, cục hòn, cục có mẹ gì đó, rồi do cái gì như vậy rồi cái lượng điện tiêu thụ về 0.8, 3.8, 2.8, 7.3. mày đọc rồi mẹ đã dốt rồi, con coi báo của tụi mày nó coi một hồi cái tao điên, tao đến biết là mày nói cái gì vô cái gì đó đúng không? Bây giờ quý vị là cái vai trò người dân, quý vị đâu có cần biết là mấy phần trăm, cái đó là chuyện của mấy người chuyên môn nó lo. Dân chúng là chỉ biết là ok bây giờ tăng tiền điện tăng bao nhiêu giảm, khi nào giảm, khi nào tăng, ngày mấy, tháng mấy, lúc mấy giờ. Mấy dân người ta biết nhiêu đó ngắn gọn thôi. Má lên ngồi trên đó cũng chịu chạy lên ưỡn ngực được lên ngồi nói mẹ nó nói lòng vòng một hồi cũng quê rồi, bắt đầu nó kéo dài 3-6 tháng. Nhưng mà rõ ràng bây giờ mày có đóng tiền điện hay không, bây giờ mày ngon mày không đóng tiền điện đi cúp điện, không đóng thì cúp điện, nếu mà điện mắc quá thì đừng có xài máy lạnh nữa. Tại vì cái thằng ngu chứ cách mấy nó cũng biết mà, bà mẹ nó thì xài một cái bóng điện thì không hao điện, xài hai bóng điện thì hao điện hơn, thì không mở máy lạnh mở quạt máy thì nó rẻ tiền hơn, đúng rồi. Nhưng mà cái thời này là thời nào, trong khi mày kêu ra mày kêu là người dân người tiêu dùng thông minh, công nghệ 4.0, công nghiệp tùm lum, mẹ người ta sử dụng đến điện năng tiêu thụ ít, bây giờ cái điện thoại người ta quẹt rồi. Cái vấn đề nằm ở chỗ anh xây dựng cái hệ thống giá cả làm sao cho nó hợp lý để người dân được hưởng những cái thành quả phát triển của cái sự sản xuất mang lại. Bây giờ anh đi ra anh khuyên người dân là bây giờ tắt bớt bóng điện đi, rồi bây giờ xài một bóng đèn thôi, tối ngủ đừng có mở đèn, đừng mở máy lạnh. Mày không khác nào mày kêu người ta thôi bây giờ quý vị về nhà, quý vị đừng có ở nhà lầu nữa, quý vị đập mẹ nó, nhà quý vị về quê quý vị ở. Rồi mình đâu cần mua cá đâu, mình đào cái ao cái mình thả mấy con cá xuống, cái mình cũng cần nuôi bò nữa, mình nuôi 2-3 con bê gì đó, cái trong nhà mình có nuôi cái con heo, nuôi nhà ba mua nuôi cái trường heo, cái xong cái mình mua miếng đất cái mình trồng lúa, phía sau cái mình trồng lúa lên cái mình gặt lúa mình ăn luôn, mình khỏi đi chợ. Xong mình có nhiêu đó gạo mình ăn, rồi rau cỏ mình trồng ở trong vườn mình luôn, cái mình trồng trong vườn xong cái giết heo mình ăn, rồi bắt đầu người ăn vô xong rồi ị ra là nuôi cá dưới, rồi cá nó ăn, rồi nuôi cá rồi bắt cá lên ăn luôn, rồi khỏi cần bán buôn gì, tự mình làm được hết, gì đâu cần chơi với ai đâu. Ai không hiểu cái chuyện đó thì đó, thì cứ như chơi khép kín gì đó, thì đó về mua miếng đất đó cả chừng 2-3 hecta gì đó làm ruộng, đất trên dưới ruộng còn rẻ lắm kìa đó, nuôi ruộng rồi xong đào cái ao cái thả miếng cá xuống đó, vậy là nuôi 3-4 con bò, nuôi con bò bên kia dắt sữa để dành cho con nít nó uống, rồi đâu cần xài điện đâu, mở cửa cho gió lùa vô cho mát, để cái bóng cháy ớt bị lớn gì nè, khỏi cần điện luôn nữa, dễ lắm. Bây giờ cái đèn pin mà đèn LED á nhỏ xíu à, rẻ lắm, mua 2 cục pin nó gắn vô tối bật lên đủ rồi, khỏi đỡ tốn. Ừ, rồi ở nhà cũng không cần mặc đồ nữa, mua miếng vải 3 mét đó, quấn gì nè, khỏi tốn luôn, mua mặc chi áo sơ mi tất cả là quá làm mẹ gì cũng che rồi, cũng ấm vậy, ấm khỏi cần. Người tiêu dùng phải thông minh, tránh dùng điện giờ cao điểm, tránh cách nào thì bây giờ hỏi quý vị nghe, tiêu thông minh thông cái con khỉ mốc gì, người ta biết giờ cao điểm là cái giờ người ta giao dịch làm ăn, thời lúc đó là đang live stream bán hàng online, giờ cao điểm mẹ 8 giờ tối giờ vàng online lên, ồ mẹ đang giao hàng online phải mở nhạc có máy lạnh mát mẻ, ngồi thoải mái live stream, ngồi nói bán hàng nó mới đắt được. Giờ đó là giờ cà phê, giờ quán bar, giờ vũ trường, giờ người ta mở trẻ trâu ra vô chập trình quán nhậu khui bia bóp ướp lạnh, mẹ tủ lạnh nó phải chạy rần rần, giờ đó giờ vàng của người ta mà ai mà không biết, mẹ nó làm ra tiền nó mới dám xài điện. Cái bây giờ ở dưới nhà quê giờ đó thì người ta đâu có làm gì, thì người ta không làm gì thì người ta nhà người ta bật cái tivi người ta coi, ai mà không biết cái chuyện đó, mấy cái thằng ngu cũng biết nữa. Giờ đó giờ người ta ngon lành, mẹ cuối tuần hay là đầu tuần thì ngay thứ bảy, mà giờ nào giờ cao điểm. Cái thời buổi công nghiệp á là lúc nào người ta cũng phải vận hành,